Xin chào mọi người đang xem kênh Dì Bon TV nha. Hôm nay Tiên sẽ làm món lẩu thịt bò mắm ruốc cho ba chồng ăn thử. Bây giờ mình sẽ bỏ tỏi vô xào xăng nha. Tiếp theo là ớt. Tỏi và ớt mình đã bằm mịn như cám. Hành tây. Sả băm. Món này nhiều sả mới thơm. Đảo lên. Ôi, mùi bốc lên thơm quá mọi người ơi. Trời đang lạnh mà làm món này là trời cả sốt này chịu nổi luôn á. Sau khi tỏi, hành, sả, ớt đã săn lại, bây giờ mình sẽ cho nhân vật chính vô. Đó là mắm ruốc Huế. Huế mồng, Huế mơ, in trong bài thơ chiến nón. Mình chơi nửa hũ nha mọi người. Đảo lên. Mình xào cho nó săn lại luôn. Wow, cái này mà đem chấm xoài ăn cũng bá cháy, chứ đừng nói chi nấu lẩu. Ôi trời ơi, cái này đem xào thịt heo ăn còn ngon nữa. Ôi, cái mùi bốc lên kiểu nổi mọi người ơi, quá trời thơm à. Wow, quê hương Việt Nam dấu yêu nè. Mùi của bún bò Huế nè, mùi của mắm ruốc nè, mùi của xài chín nè, xoài non nè, me sống nè. Trời đất ơi, nước miếng nó tứa ra chịu không nổi thiệt chứ. Chết luôn. Xỉu úp xỉu đau luôn á. Xỉu lên xỉu xuống luôn á. Rồi bây giờ mình cho nước vô nha. Đây là nước dùng nấu tư hành, củ cải trắng, cá cơm khô, nấm đông cô. Đó. Nước sôi lên thơm phức luôn, mình sẽ bỏ vô đây 2-3 muỗng đường. Tại vì á, mắm ruốc đã mặn rồi, mình không cần bỏ muối gì nữa nha mọi người. Và một tí xíu bột ngọt cho nó thơm ngon. Vừa ăn rồi mọi người ơi, mình sẽ cho vào đây hành lá nha. Trải lên mặt một lớp hành lá nữa. Đó, ngon luôn. Mời ba cái ăn thôi nào. Đây là thịt bò mình sẽ nhúng lẩu mắm ruốc ngày hôm nay nha. Tiên mới mua ngoài siêu thị về. Nhiêu đây là cũng đắt lắm. Giờ này thịt bên hàng đắt mọi người. Cần có triệu quá trời. Có hai dĩa thịt này thôi. Tươi ngon. Rồi rau nhúng lẩu ngày hôm nay là rau muống, giá, nấm mỡ, rau mồng tơi, nấm bào ngư, nấm kim châm và cải thìa nha. Ồ, tươi xanh nồi canh luôn. Rồi bây giờ mời mọi người ăn lẩu mắm ruốc với hai cha con của Tiên nha. Nước đang sôi rất là ngon luôn, Tiên sẽ thả thịt bò vô trước. Chanh chanh. Thịt bò mà nhúng mắm ruốc còn gì ngon bằng, trời ơi. Ba Tiên muốn bỏ vô mọi người. Lần đầu tiên Tiên đãi ba ăn món này luôn đó. Hồi đó có làm một lần rồi, hồi năm mấy, gần 2 năm trước mà làm cho má ăn. Có quay video lên nữa. Mọi người cứ gõ lẩu thịt bò mắm ruốc là sẽ trời video của Tiên lên top đầu à. Mà ba chưa có ăn thử. Giờ Tiên sẽ mời ba ăn thử. Thịt đã chín xương xương rồi, bây giờ mình sẽ bỏ rau vô nha. Ba cầm nha ba. Chắc bây giờ. Yes. Yes. Gà muống. Dạ. Nấm. 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 Nấm mỡ. Nấm đậm bào ngư. Đó. Cái thì nấm mỡ nhúng xuống. Này nó vừa chín tới là mình ăn liền nha mọi người. Ăn đó mọi người ơi, đói quá. Hôm nay mình ăn sẽ ăn kèm với bún nha.
Lẩu mắm ruốc thì nói chung là các món lẩu là phải ăn có bún mới được. Đó. Xin phép chan miếng nước vô. Hôm nay mình sẽ chấm với lại nước mắm tỏi ớt. Như rồi chí cơ tôi sẽ cuộc sống với chí cơ. Bà muốn ăn thì bà chấm nha ba. Trời đất ơi, ngon. Hấp thử miếng nước coi. Ôi. Ngon quá mọi người ơi, thật sự luôn. Làm nhẹ miếng nấm trước nha, chấm vô đây. Thịt bò chấm vô đây. Cái nước rất là vừa ăn được mọi người. Thơm mùi tỏi, hành, sả và cay cay nhẹ nhẹ nha. Thịt bò. Chấm kia xin ta. Rất là mềm đó mọi người. Tươi ngon. Chấm nước mắm bay cái. Ôi. Mày thích không? Ngon, mày thích không? Luôn. Ngon mọi người. Nấm bào ngư. Nấm mỡ. Nấm mềm. Mồng tơi. Mồng tơi nó ngon á. Nấm kim châm thử à. Bên này mà kiếm mồng tơi ăn cũng khó rồi nha. Có cái mà thích à. Anh chứ vậy. Ba nó thịt ngon. Công nhận. Cái mùi mắm ruốc có đã thiệt mọi người. Ngon thiệt chứ. Trời lạnh muốn chết luôn. Ở ngoài âm 4-5 độ, đông đá hết trơn luôn. Hồi sáng này cái ống nước ngoài sân nó không có chảy nước ra được mọi người. Thì phải hứng nước nóng trong nhà đổ cho nó tan nước đá thì nó mới ra nước á. Trời sớm rồi mà chứ sao. Sao như thế rúng nha. Cái thiệt à. Thời tiết này mà ai muốn đông đá gì đó không cần phải bỏ tủ lạnh. Bỏ ra ngoài đi, rồi tới sáng hôm sau là tự nhiên đông đá luôn, khỏi tốn điện. Từ khi nó mới sụp xíu à. Mà xíu sao? Ngon quá. Bà thì nói cây cây. Ăn đã. Bây giờ tủ lạnh là vô nghĩa mọi người. Xin xin nè. Ở chỗ tiên nghe nói có một người đi đâu về bị corona này, đang cách ly, không biết có sao không nữa. Sát bên chỗ mình nói luôn mọi người. Lỡ có gì cái là rồi xong luôn. Dạ.
Công nhận ăn lẩu mà ăn rau ngon thiệt chứ. Nhất là mấy cọng giá nó ngọt á. Ồ, nó nóng cay cay đã được chưa? Dạ. Mà chỉ cái đó. Lo ăn quá quên nói luôn. Bên Việt Nam mình lạnh dữ cho mọi người. Ngoài Bắc chắc lạnh rồi đó. Trong Nam thì chắc xe thôi. Nhưng mà tại vì trong miền Nam á, này nhà người ta không có kính. Nhà dưới quê là thường là kiểu mấy nhà xưa đó, không có kính, rộng gió cho nên lạnh. Cái thứ hai nữa là không có nước nóng. Người ta đâu có nóng đâu, người ta có nước nóng như ngoài Bắc. Cho nên mà chỉ cần xe thôi là người ta cũng rất là lạnh rồi. Cái thiệt. Chua. Bà tiền khoái à. Công nhận ăn bún á, cái lộn ăn lẩu là phải có bún nha mọi người, mới đúng bài. Mà tiên trà tiếng hợp với mấy cái món mắm này, mắm nọ rồi, mắm ruốc, thì mắm tép, rồi tép chua rồi. Nói chung là hợp với cái miếng mấy cái món Đông Nam Á. Không có hợp với pizza, hamburger rồi. Tiên mà lấy chồng Mỹ chắc đói luôn á mọi người. Tối ngày ăn thịt với ăn ba cái đó không, không có ít ăn được mấy cái này. Có mà bây giờ chắc người ta cũng mua gì người ta nấu nhiều. Bên Mỹ chắc không thiếu gì đâu. Ăn bên đây ẩm méo rồi á. Ừ. Nghe chưa? Ẩm méo, ẩm méo rồi. Ẩm méo uống chứ. Nè. Không có cay mọi người. Ừ. Nước mà sương rửa. Thấy ớt đỏ thì thôi. Chứ ớt là tăng tăng rồi chứ không phải cay như ớt hiểm. Cô chú được trái tớ chứ sự đấy. Bà nói ớt ba tiên bằm á. Nó ngon lắm. Nó cay. Cúc cái đây à? Thịt. Cúc cái này rất là ngon. Thịt rất là mềm ngon luôn. Công nhận mắm ruốc với thịt bò nó hợp. Giống như bò và ruốc là đôi bạn thân vậy. Ăn mà nhớ mùi hương mà khóc luôn á. Heo đòi ăn nó gì mà. Trời ơi, nhớ quê hương khóc luôn.
Ami, cố gắng đi xe. Ăn thật tiếp ba. Cố gắng mất. Khóc hoài luôn. Con mèo làm gì la hoài ta? Ngon á, khóc hoài quá vậy. Còn nhiều quá. Ngon. Nãy bỏ nhiều quá làm sao mà ăn hết mọi người, còn hoài luôn. Anh đi cuốc gì anh tôi xe á? Cuốc gì mày mua sao? Như bị mày nắm mày xe á? Có gì? Mít xe. Như gì á? Nè. Cái đó. Wow, ăn no quá mọi người ơi, ăn rất là ngon luôn. Lâu lâu trời lạnh làm nồi lẩu mắm ruốc ăn là bá cháy nha mọi người. Ba Tiên thì vẫn còn đang ăn say mê. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Dễ Quên TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Ngoài ra, tất cả các trang đăng video còn lại đều là giả mạo nha mọi người. Tiên chỉ có một trang duy nhất là Phạm Thị Kiều Tiên, hơn 1 triệu người đăng ký nha. Tạm biệt mọi người. Anh nhớ. 잘 모르겠습니다. 수고하셨습니다.